rồi bên đây. Rồi. Nó không có hen, cái này nè. Đó, đó hen gầy bẻ đó mọi người. Đó hen gầy bẻ đó mọi người. Cảnh ở cái nơi đây nè các bạn. Đó, có cái chỗ mà mình để mình ngồi mình ăn mà bật tiên ngoài trời ha. Rồi, đây là khuôn viên để mình đi vô mình check in và xin bọc để đi hái trái cây. Ok. Họ có mấy cái xe như thế này để cho mình đẩy. Rồi. Sao vậy chị Long, check in sao rồi? What do you have today? So we have blackberries and we have donut peaches that are available for picking. Okay. Cái xe các bạn. Đấy, rồi. Cái xe bỏ lên, bỏ hành lý lên. Bỏ lên. Không lên nè. Rồi, đi đẩy đi. Bác nông dân đi hái trái cây đi. Ok. Đây là những cái loại mà người ta hái sẵn để vô đây. Mình có thể mua ở đây và không cần phải đi hái các bạn. Tới cái khu vườn đào rồi. Bây giờ đi hái đầu tiên thôi. Đào này không biết có gọi là đầu tiên hay không nữa. Có trái nè. Ủa các bạn coi nó rụng dớt nè. Quá trời luôn. Thì mình sẽ ăn thử nha. Ôi nó ngọt. Ngọt quá. Ngon quá. Quá trời ngon luôn các bạn ơi. Ngọt kinh khủng luôn trời. Đúng mà ăn trên cây. Nó tôm nước quá. Quá ngon. Bởi vì gùi không à. Nó ngọt các bạn. Gùi nhiều lắm. Để bẻ mấy trái chín. Mấy trái này biết nó có chín không nữa. Ăn thử à. Long, đào này đào long. Ê, ngọt luôn. Trời ơi, quá ngọt. Quá là ngon. Nó bự không? Hai cái nhỏ nó bự mà. Cái này lửa mềm hay không? Rồi cái giòn á, cái mềm dập hết á. Cái này về nó chín rồi. Cái này đỏ. Vậy chỉ cần đỏ thôi có anh Tuấn. Nãy giờ hái được mấy trái. Ngon quá. Ủa sao nó có nguyên cái vàng này không ạ? Qua vàng bên đây à. Đây nè, có trái bự nè. Trái bự nè. Trái bự nè. Các bạn. Ngọt chưa ha? Được mấy trái to to, hồi nãy em thấy ông kia ông lựa mà trái nhẹ xíu à. Ok, chồng không bỏ thì bỏ cho tôi. Đặt cái túi mà đẹp không? Ủa mà túi đẹp. Cái giỏ thì xinh xinh. Cái giỏ kia đen thui thì ghê quá. À, chú sao chú sao bẻ cái chú sao? Thôi đi, chồng. Lại gái chồng cá hái đi. Thì nó nứa. Nó có lòng á? Không, cái cá gì mình ăn nó nứa. Cái gì vậy? Cái gì mình ăn nó? Cái đầu á, núp ở dưới gốc cây. Đây nè các bạn, bây giờ mình vô đây. Đây, có trái nè. Trái nè. Quá wow. Đây nè, trời ơi. Đào quá trời các bạn ơi. Nè, đào nè. Qua đây anh kìa, qua đây. Ồ, đây nè, trái nè. Ồ, trái bự quá các bạn ơi. Ẩm hả? Được có vàng cây này thôi à. Trái à. Trái nè các bạn. Quá trời luôn. Nhưng mà mình sẽ lựa cái trái to to mình hái. Đây nè. Ồ,
không nghe mấy trái này chín nè. Nó vậy to thì mình cân nặng thôi chứ làm gì. Nhưng mà ý là mấy trái to mà nó đậm á, nó ngọt cũng bộ. Đây nó nè, trái này nè. Đây nè, đây trái này các bạn. Không chín nè. Nè chú Sáu, cho chú Sáu xách vô quặng tay luôn. Đó, đó hành ghê bẻ đó mọi người. Đó hành ghê bẻ đó mọi người. Hồi trái nó bự nè các bạn. Mơ mơ nhà mình nhỏ hơn mơ này á chị Long ha. Mơ nhà mình nhỏ xíu à. Nè các bạn. Wow. Nè, quá wow, trời bự. Nè con đưa cho ba đi con, đưa cho ba đi. Không hả? Mọi người ơi, bây giờ mình đi vô trong đây. Mình quay cho các bạn mọi người xem. Đó. Quá wow, trời trái mọi người ơi. Trái nó to không? Ui, trái này trái nếp bành 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 không? Nè, các bạn ơi, rồi nè. đầu tiên mọi người ơi, đầu tiên. Đó. Ây da. Mình sẽ ăn thử coi. Trời, wow, có nó bự nè các bạn. Này nó còn giòn anh ơi. Giòn giòn nè giòn. Này mơ mơ giòn. Ăn đi mông, ăn đi ổi gì trời. Ngồi dưới gốc cây ăn đã luôn. Ui. Dạ. Yeah. Mấy cái dây này chích đâu á. Trời mát rồi các bạn ơi. Quá trời. Trái bành bành không? Nhìn bự không? Trái to to không ha? Nhưng mà không bẻ nữa đâu. Nhiều quá nè. Gớt hả? Nè nè cây nè con. Cây nè. Đó. Vậy là nó có xịt thuốc rồi. Đâm. Bao quay đây. Nắng mặt trời. Mặc cái áo không? Mình thấy tóc mặt như trời. Giờ giờ đây đứng rồi con. Action. Action. Ghé cái cây. Dạ được rồi chị. Ghé 1, 2, 3 rồi. Chị xúc đi. Action, yeah. Quá trời các bạn ơi. Một, hai, ba. Đẹp lắm, rồi các chị. Chưa cầm. Chưa cầm. Với ảnh thì thiệt rồi đó. Đó, đó. Cậu ổng kìa.
Trời ơi, vô nổ màn hình người ta rồi chú Sáu ơi. Quá trời ơi, mệt đó. Gặp người đẹp đó nha, bữa nay là gặp người đẹp đi đó. Ờ, người đẹp Thượng Hải đó các bạn. Người đẹp Bình Dương. Bây giờ nắng quá các bạn ơi. Ba đi nè, ba đi vô trước nè ba. Ba đi vô trước đi. Mùa bây giờ mình ngồi vô đây nắng. Mình kéo nó đỡ biết mấy. Kệ cha đi. Bây giờ á, nó... mùa hè mới được đi chơi, mà đi chơi thì nó lại nắng. Quá trời. Bây giờ đi bẻ trái mơ xong rồi. Nắng quá. Trái mơ là người Bắc họ kêu trái mơ là trái đào á. Trái đào. Nhưng mà người Bắc ơi, trái mơ. Mơ quyền. Mình người Nam, mình chơi người Nam đi. Chơi người Bắc trái mơ. Nhưng mà cái kênh của em người Bắc coi. Ôi trời ơi, cách bát ơi. Cách bát ơi, em đi hái mơ về. Ừ. Của con.